Hãy chào đón sự trở lại của các trang phục hữu hạn. Ma Long Samurai Tử Sĩ, Mina Tiểu Thư Đoạt Hồn sẽ xuất hiện trong sự kiện thẻ bài may mắn. Các bạn có 2 lần đổi mới toàn bộ vật phẩm miễn phí trước khi rút thẻ bài. Và chỉ với 32 con hủy, các bạn có ngay một lượt rút thẻ bài trong 7 thẻ bài. Rất nhiều tướng và trang phục cực hot đang chờ đón các kiện tướng. Hãy tham gia sự kiện thẻ bài may mắn ngay thôi nào!